Rồi con. Dạ. Thưa cha, con là John Bautista Trần Công Cường ở Phan Thiết, sáu xứ Hòa Vinh. Dạ, con năm nay 36 tuổi. Dạ, dạ con cảm tạ Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần và lời sự bầu cử của Đức Mẹ Maria Thánh Cả Giuse. Thì con cũng vừa đây thì toàn con cũng làm chứng là sự thật thì khi Chúa chữa lành cho con khỏi buồng ải, thì giờ Chúa cũng kêu con lên làm chứng với tất cả cộng đoàn dân Chúa là đừng có tin những gì ma quỷ nó chỉ lừa thôi. Vừa rồi con đây cũng là đi bán bắp xào thôi, nhưng mà cái cô đó thì con nó bị, con của cô ấy bị tật nguyền thì con thấy thương thì con cũng xào, con không lấy tiền rồi ăn xào gì xào gì xào à, anh đi bán bắp xào. Dạ. Là con ở Bình Dương thì đấy, thì bắt đầu là cô xin cọng rau rơm, cô đặt tay vào cái nơi người con, bắt đầu là có một tiếng nói nó vào tai con là con ơi con đã bị bùa rồi đấy. Xong bắt đầu là con để ý là trong đêm nó nhức, con không ngủ được. Nếu mà bệnh thì nó khác, mà con là nghe tiếng nói là con để ý, bắt đầu là nhức nó đau đớn, con vô cùng đau đớn như là tiêm thuốc độc vào trong người ấy. Sáng mai là con sợ hãi quá, con nói giờ phải làm gì đây chứ. Rồi sáng mai tự nhiên vợ cũng bỏ đi luôn, vợ chồng chỉ nói câu sơ sơ thế cũng vợ cũng bỏ đi luôn đấy, không biết tại sao. Con cũng biết là nó đau đớn quá, con nói thôi con điện chị gái nó, chị ơi giờ cách nào mà giải bùa dùng em gái cho em đau đớn chịu không nổi đấy. Thì ý là Chúa muốn nói là những đau khổ là phải chạy đến với Chúa, nhưng mà con lại đau đớn, con sợ hãi, con chạy ma quỷ, con đến nhờ thầy thì thầy nó giải, nó cũng đốt mấy cái trừ, nó vẽ mấy cái trừ, nó nói là sẽ chữa bùa rồi rẽ đem vợ của mày về, mày yên tâm đi 9 ngày thôi, mà giờ bữa này đã hơn 3 tuần rồi chả thấy vợ về đâu đấy. Rồi xong bắt đầu là thì nó lừa gạt con như thế, rồi tiền mất tật mang, nó nói 1,5 triệu, sao con nói hết tiền rồi thôi lấy 1,2 triệu thôi, 9 ngày vợ mày về đấy. Rồi cuối cùng con cũng đau đớn, đêm nào cũng đau đớn vô cùng, rồi tiền mất tật mang. Rồi con cứ đi đến đây là lần thứ ba rồi, nhưng mà trước cha đặt đầu thì con không xin ơn, nhưng mà vì nó cũng đau nhức quá, con đến đây con mới vì đây thì chắc có lẽ ai đây nhìn cũng thấy là chứng kiến rõ ràng thì là con đau đớn quá. Con nói cha Long ơi cứu con ơi, con bị bùa ngải rồi, mà thật sự là con không muốn nhưng mà nó đã đến đấy, làm lập ơn bất oán. Và cuối cùng giờ đau quá thì cuối vừa rồi con cũng được, mà giờ thì con cũng xin nói làm chứng với dân Chúa là đừng có tin ma quỷ. Nếu ai mà coi bùa coi bói á, là đó là chẳng qua mời ma quỷ vào nhà thôi, chứ thật ra là chẳng có thần nào ngoài Thiên Chúa hết. Cho nên là ý là Chúa muốn con chịu như thế này là Chúa cũng muốn để lên làm chứng về những bùa ngải, những cái thời đại là bùa ngải rất nhiều và là bói toán rất nhiều, nhưng đó là điều ma quỷ hết, từ ma quỷ, không có cái gì gọi là từ Thiên Chúa cả. Cho nên là đừng có tin, đừng có cứ chạy đến với Chúa, Chúa nói đau khổ chạy đến với Chúa. Thì con là giờ con cũng làm chứng là con làm chứng là khi con cầu nguyện lòng thương xót Chúa về cầu quyển mình kinh Mân Côi là toàn là quỷ nó phá. Nó nói là ngày xưa con nuôi 5,000 con vịt, là con nuôi 5,000 con vịt là mình con nuôi đấy, nhưng con cùng nuôi vịt 5,000 con vịt là tưởng 5,000 rất là nhiều, nhưng mà con cầu nguyện rất là sốt sáng, cầu nguyện là con quỳ, mà con đọc kinh là Mân Côi lòng thương xót Chúa, đọc 3 sàng xong Mân Côi xong rồi đọc kinh lòng thương xót quỳ không có run rẩy ấy. Nhưng mà quỷ nó nói mày mà cầu nguyện thêm 50 nữa là tao sẽ mai tao giết vịt mày chết ấy. Nó nói thật như thế, mà đúng sáng mai tự nhiên chó cắn chết vịt cả 100 con. Không tin không được. Đấy con thấy đấy. Rồi thứ hai nữa là con ở bên Nga, con đi sang bên Nga thì lúc con bị tai nạn xe, là chuẩn bị sắp tai nạn thì cũng được nhờ ơn Chúa lòng thương xót, là tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Tự nhiên Chúa nói con ơi dậy cầu nguyện đi, cầu nguyện đi con, cầu nguyện đi con. Thì con trùm dậy, con coi đồng hồ thì đúng 3 giờ chiều, mà đúng sáng mai là xe nó bị đi, là trong đó có 10 người, 5 anh em đi chuyển chỗ khác làm. Thì trong đó tự nhiên xe cái bể bánh trước, mà ở bên Nga là xe mà tuyết rơi mà sương mù, mà một cách vô lý là đúng là một phép lạ.
tự nhiên xe bể bánh trước thì họ đâu có điều khiển được mà chạy sang tuyến đường của người khác, mà lúc đó sương mù, mà bên lúc đó là Nga, là thường thường là xe nó chạy rất là nhiều, nhưng mà chẳng có một xe nào, cứ chạy sang đường của người ta thôi. Xong bắt đầu vừa đi lật sang một cái, họ không làm chủ được cái tay lái, họ lật sang bên cái thì bắt đầu là tự nhiên xe nó lật, là tự nhiên xe container chưa đầy 5 giây container tới luôn, sương mù mà tới liền. Đáng là nếu thì không có ơn Chúa, nếu không có lời con cầu nguyện đó thì chắc có lẽ 10 anh em chết hết, với là xe nó đâm liền vì tại sương mù không biết, mà lật xong là tự nhiên con ấy lạy Chúa cứu con, tự nhiên xe nó trở lại bình thường. Đấy thì giờ con cũng nói thưa cha, thưa cộng đoàn, đây là Chúa muốn con lên làm chứng, là con chịu cũng nhiều rất đau khổ, mà từ khi con là trước cũng tội lỗi, nhưng con ăn cầu nguyện rất là nhiều, và Chúa cũng làm phép lạ. Chúa nói với con trong giấc mơ, Chúa nói hãy cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, và hãy cầu nguyện các linh hồn tội lỗi ăn năn trở lại với Chúa. Đây là Chúa nói với con như thế, và Chúa nói con phải chịu đau khổ để ăn năn đền tội cho con và mọi người khác. Và hôm nay con 6 thứ bệnh trong người con 6 thứ bệnh, nhưng con nghĩ đây là ơn Chúa, nhưng thì Chúa cho con giải thoát thì tùy ý Chúa thôi, nhưng mà giờ con 6 thứ bệnh. Và cái cảm giác của anh lúc nãy sau khi mà được gặp tay cầu nguyện thì cảm giác của anh bây giờ thế nào? Dạ, giờ thì con bớt rất là nhiều, mà con cũng không ngờ là một ơn phép lạ đặt tay trên, mà tự nhiên con như là ngã xuống mà không cảm giác, mà chỉ rất là nhẹ nhàng, nhưng mà con giảm đau, nó đau nhức vô cùng, chưa cảm giác bùa ngải thì chưa biết, nhưng mà nó đau nhức tiêm hơn cả thuốc độc trong người, không nữa mà nó nhức một cách kỳ lạ. Đó cho nên là đừng có chạy theo ma quỷ và đi coi bói với toán, rồi sau này là chuốc vào họa vào thân mình thôi. Bây giờ ta gửi cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa, có chứ, là nó đút túi rồi. Rồi ông cho nhà xóm. Rồi ông ơi. Rồi đây con gửi tặng cho người hàng xóm cái máy nha, còn phần này của con rồi chưa. Và điều quan trọng nhất là con rước chính Chúa Giêsu vào, chỉ có Chúa mới thắng được sự dữ. Con đang ước lại được, lòng con đang ước được cái hình đó, cha xin cha cái hình, trong lòng nghĩ như thế, nhưng mà việc của Chúa lại cho con đây. Tại vì chỉ có Chúa mới trên thắng được ma quỷ sự dữ thôi, còn nếu mà không thì không cách nào được. Và đây là chẳng chuỗi mân côi, đây là chẳng chuỗi mân côi như con nói nha. Chúa, Đức Mẹ gìn giữ con khỏi mọi sự dữ, khỏi mọi sự quấy phá của ma quỷ. Chúa chúc lành cho con.